Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong bài số 21 Vương quốc cổ Phù Nam trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong mục 1 như sau. Em hãy mô tả quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc cổ Phù Nam. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy dựa vào thông tin mục 1 có trong sách giáo khoa để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc phân tích thông tin mục 1 trong sách giáo khoa trang 105, chúng ta có thể nhận định được rằng về quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc cổ Phù Nam. Thứ nhất, về sự hình thành. Vương quốc cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở di chỉ văn hóa Ốc Eo vào khoảng thế kỷ thứ nhất. Thứ hai, về sự phát triển. Từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5, đây là quốc gia phát triển nhất và là trung tâm kết nối, giao thương, văn hóa giữa các cư dân trong khu vực với Ấn Độ và Trung Quốc. Từ thế kỷ 3 trở đi, Vương quốc Phù Nam mở rộng lãnh thổ, chinh phục các xứ lân bang. Về sự suy vong của Vương quốc cổ Phù Nam. Từ thế kỷ thứ 6, Vương quốc cổ Phù Nam bị suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính. Họ sụp đổ hoàn toàn vào khoảng thế kỷ thứ 7. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong mục 2 như sau. Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân Phù Nam. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy dựa vào thông tin có trong mục 2 trong sách giáo khoa để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua phân tích tư liệu thông tin mục 2 sách giáo khoa trang 105-106, chúng ta nhận định được rằng những hoạt động kinh tế chính của cư dân Vương quốc cổ Phù Nam như sau. Thứ nhất, phần lớn cư dân Phù Nam sống bằng nghề nông trồng lúa nước. Có mạng lưới sông ngòi dày đặc và lượng phù sa bồi đắp thuận lợi nên họ rất là thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Thứ hai, người dân Phù Nam chế tạo các sản phẩm thủ công nghiệp độc đáo, đặc trưng cho vùng sông nước và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Thứ ba, họ rất giỏi trong việc buôn bán, giao lưu thương mại, trao đổi sản vật, hàng hóa với các thương nhân người nước ngoài. Đặc biệt hoạt động buôn bán nhộn nhịp ở các cảng thị, đó là cảng Ốc Eo. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ở mục 2 như sau. Em hãy kể tên những tầng lớp trong xã hội Phù Nam thời kỳ cổ đại. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy dựa vào thông tin mục 2 và hiểu biết của bản thân mình để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua phân tích thông tin tư liệu mục 2 và hiểu biết của bản thân, chúng ta có thể nhận định được rằng xã hội Phù Nam thời kỳ cổ đại có nhiều tầng lớp như quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công. Trong đó, quý tộc phần lớn là các thương nhân, thợ thủ công sống trong các thành thị. Thợ thủ công thì làm nghề kim hoàn, làm đồ trang sức, tạc tượng, còn thương nhân tiến hành buôn bán, trao đổi sản vật, hàng hóa. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 ở mục 2 như sau. Nêu những hoạt động chính của thành thị Ốc Eo, những tầng lớp cư dân nào trong xã hội cư trú ở Ốc Eo trước khi nó sụp đổ? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Hãy dựa vào thông tin mục 2 và hiểu biết của bản thân mình để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua thông tin tư liệu mục 2 trong sách giáo khoa và hiểu biết của bản thân, chúng ta nhận định được rằng chức năng chính của thành thị Ốc Eo, đây chính là thương cảng, nơi diễn ra các hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa lớn, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Đây cũng là nơi sinh sống của các tầng lớp cư dân khác nhau như thương nhân, thợ thủ công, v.v. Cho thấy rằng vai trò của thợ thủ công và thương nhân trong xã hội Phù Nam thời kỳ cổ đại. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi trong mục 3 như sau. Dựa vào thông tin và những tư liệu bên dưới, em hãy trình bày một số thành tựu văn hóa của cư dân Phù Nam. Trong đó, chúng ta có các hình ảnh tư liệu từ 21.4 đến 21.7. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy dựa vào tư liệu từ 21.4 đến 21.7 và liên hệ thực tế để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua các hình ảnh tư liệu này và liên hệ thực tế của bản thân, chúng ta có thể nhận định được rằng một số thành tựu văn hóa nổi bật của cư dân Phù Nam thời kỳ cổ đại. Thứ nhất, họ có tín ngưỡng thờ đa thần, nhiều vị thần khác nhau. Thứ hai, về tôn giáo, họ tiếp nhận tôn giáo từ Ấn Độ như Phật giáo và Ấn Độ giáo. Thứ ba, về kiến trúc, họ tạc tượng của các vị thần trong Ấn Độ giáo và tượng Phật bằng đá và gỗ tự nhiên. Thứ tư, về phương tiện đi lại, họ sử dụng các phương tiện như ghe, thuyền, trâu, bò, v.v. Thứ năm, về nơi ở, họ sử dụng nhà sàn chính làm nơi để có thể ở và sinh hoạt. Tiếp tục,
Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Em hãy xác định các mốc thời gian theo thế kỷ trong sơ đồ bên dưới về quá trình hình thành, phát triển và sụp đổ của Vương quốc Phù Nam. Ở đây, chúng ta có một sơ đồ về quá trình hình thành, phát triển, suy yếu và sụp đổ của Vương quốc cổ Phù Nam, nhưng vẫn còn trống về các mốc thời gian. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải nhé. Các em hãy chọn lọc các mốc thời gian tương ứng với quá trình hình thành, phát triển, suy yếu và sụp đổ của Vương quốc cổ Phù Nam. Thông qua việc chọn lọc các mốc thời gian tương ứng, làm sao cho thật là phù hợp, chúng ta nhận định được rằng về mốc thời gian thành lập, Vương quốc cổ Phù Nam được thành lập vào thế kỷ thứ nhất. Trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 5, đây là giai đoạn phát triển của Vương quốc cổ Phù Nam. Vương quốc cổ Phù Nam bắt đầu suy yếu vào thế kỷ thứ 6 và hoàn toàn sụp đổ vào thế kỷ thứ 7. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Em hãy nêu những bằng chứng lịch sử cho thấy Phù Nam là một nền thương mại phát triển. Tham khảo thêm phần 1, bài 13 cho câu trả lời của em nhé. Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy tra cứu thông tin sách báo Internet và thông tin trong phần 1 của bài 13 làm tư liệu tham khảo thêm để có thể trả lời cho câu hỏi bên trên. Thông qua việc tra cứu thông tin kết hợp với thông tin trong phần 1 của bài 13, chúng ta nhận định những bằng chứng lịch sử cho thấy Phù Nam có một nền thương mại phát triển, đó là: thứ nhất, sự giàu có của thương cảng Ốc Eo thông qua hình vẽ dựa trên di tích và hiện vật khai quật được. Thứ hai là những mảnh vàng thuộc văn hóa Ốc Eo thuộc di chỉ Gò Tháp, Đồng Tháp. Thứ ba là gương đồng thời Hán, Trung Quốc thuộc di chỉ Ốc Eo, An Giang, tư liệu trang số 68. Và trên đây chính là một số hình ảnh, tư liệu liên quan đến những bằng chứng lịch sử cho thấy rằng Phù Nam chính là một nền thương mại rất phát triển thông qua sự giàu có của vùng văn hóa này. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 trong phần luyện tập và vận dụng như sau. Theo em, nét văn hóa nào của cư dân cổ Phù Nam còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay? Các em đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này chưa nào? Cô gợi ý chúng ta phương pháp giải. Các em hãy liên hệ thực tế để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi bên trên. Thông qua liên hệ thực tế, chúng ta nhận định được rằng nét văn hóa của cư dân Phù Nam vẫn còn được lưu giữ trong đời sống của người Nam Bộ hiện nay, như là ở nhà sàn, nhiều nơi còn di chuyển bằng ghe, bằng thuyền, bia Đồng Tháp 10 khắc bằng chữ vạn vẫn còn khá là nguyên vẹn. Nhiều pho tượng Phật bằng đủ các chất liệu như đá, đồng và đặc biệt là bằng gỗ. Đồng thời, có một số sản phẩm kim hoàn và nhiều bức phù điêu vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Như vậy, cô và các em đã vừa cùng với nhau trả lời các câu hỏi trong bài 21 Vương quốc cổ Phù Nam trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lờizảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nữa nhé. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.